Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam dừng tuyển sinh lớp 6. Theo nguồn tin từ báo Đời Sống Pháp Luật, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ký công văn gửi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc tuyển sinh lớp không chuyên Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm học 2024-2025. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, căn cứ luật giáo dục, trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông, vì vậy không có cấp trung học cơ sở trong trường chuyên. Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư 05/2023 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên theo đúng quy định. Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi học hết lớp 12. Được biết, hàng năm, số hồ sơ đăng ký hệ trung học cơ sở nộp vào trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam rất hot, lên tới 4.000 hồ sơ, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 2.000.